player number 13. Goal! 2-1 dành cho Philippines. Trong khi mà Myanmar còn đang thay người thì các cầu thủ và đó là một pha bóng hoàn toàn hợp lệ, rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho Philippines. Một pha sút xa rất lập bập, tuy nhiên bàn thắng đã đến với các cô gái áo trắng. Badarang đánh đầu, tỷ số là 2-0, tỷ số là 2-0, và người ghi bàn đó là Sarina Modan, cầu thủ vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai ngay sau các sự kiện trực tiếp kết thúc. Rất đáng tiếc, bàn thắng thứ ba đã đến với Philippines. Một sai lầm rất nguy hiểm. 4-0 dành cho Singapore, dành cho cầu thủ Philippines. Một bàn thắng rất dễ dàng nữa. Và lần này người ghi bàn đó là Quinley Quesada. Đội tuyển nữ Campuchia rất nguy hiểm, bàn thắng thứ 5. Chính xác là như vậy. 5 bàn thắng đã được ghi cho Philippines. Không được, cầu thủ Philippines lại cắt được bóng, khá nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng đầu tiên đã tới với cầu thủ Philippines. Cho Bích Thủy, Trường Biên đưa bóng vào, nguy hiểm, dứt điểm, vào. Đường truyền dành cho Huỳnh Như, cơ hội, dứt điểm đi. Wave, zoomed in. I only see Nick's. Ew. Did I get it? Did I get it? Yeah. Yay. Wow, the water's so cool. Yay. Kipa. Yay. That's nice. Yes. I know. It's a video. Oh, look.
Wait again. Tiền đạo của đội tuyển Thái Lan vừa có tình huống phối hợp với nhau. Đặt bóng vào trong. Cơ hội dứt điểm. Cơ hội không. Như vậy là có bàn thắng và tỷ số dành cho đội tuyển nước Thái Lan. Người ghi bàn bảy tình huống nguy hiểm và đội tuyển nữ Philippines đã có. Như vậy đã có bàn thắng và tỷ số. Không phải, đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở những giây, những phút đầu tiên. Cô gái Thái Lan Sawalak đứng chuyền vào, cơ hội dứt điểm. Như vậy đã có bàn thắng thứ 3 dành cho. Hội dành cho Myanmar. Khin Malatun đưa bóng vào, rất nguy hiểm. Ôi, sẽ có penalty dành cho Myanmar. Mark Daniel có thể hình rất tốt nhưng cô đã bị đánh lừa bởi Quy Thê Kỳ Tôn. Một pha đặt lòng rất nhanh. Cơ hội dành cho cầu thủ Philippines. Bolden, tốc độ của Bolden. Bolden, tỷ số là Bolden. Sarina Bolden. Evan Mianokin, blessed by player number 13. Goal! 2-1 dành cho Philippines. Trong khi mà Myanmar còn đang thay người thì các cầu thủ Philippines đã có được bàn thắng thứ hai. Rất bất ngờ. Sự thay đổi người quá muộn của huấn luyện viên. Sách của 20 người hùng kim cương của chúng ta. Đây là phần trao linh vật và huy chương đồng cho đội tuyển Philippines. Họ cũng sẽ có được cái cơ hội để cùng nhau tiến bộ. Và vì một Đông Nam Á cũng muốn mạnh hơn. Đó là thứ mà chúng ta đang hướng tới cho những đại hội thể thao như thế này. Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ, đó là tinh thần, tình đoàn kết. Và cái điều Bác Trung chia sẻ các bạn là các bạn phải cố gắng, phải đoàn kết, phải quyết tâm hơn. Và có một bức tranh của bức ảnh Bác Hồ rất đẹp và thực sự ý nghĩa khi mà chúng ta đang ở những ngày rất đẹp của tháng 5, trong đó có ngày sinh nhật của Bác 19 tháng 5, trong những ngày sắp tới. Can we skip to the good part?